con đâu có phải coi phim đâu, nó là thiệt á. Phim YouTube thôi, không có phim. Là phim phim của nó đâu phải là phim đâu. It's happening. It's how that happening now? Không, tại sao? Đầu nếu mình muốn nghe music mà trở thành vampire rồi chắc đang có thể lên. Mà music nào? Thì mình phải nghe cái music. Rồi cũng phải nghe thằng chú. Thằng chú nào? Mà chỉ có music với vampire đâu con? Là cái thằng chú á, đó là khách thằng chú. Fae, nghĩa là fae magic á. Fae dust á, cái fae sand á. Fae dust. Là fae sand. Fae chỉ trộn trải khi mình trên fae là có thật thôi. Fae cũng không có thật, fairy là phim. Là tiên mà, tiên làm gì có thật con, tiên không có thật đâu. Tiên là xạo. Thì đây, ai live ở trên bầu trời vậy? Thiên chúa, ông Phật. Thiên chúa là fairy đó. Ông nói là fairy có thể, thiên chúa là fairy có thể, đúng rồi. Con này con nói fairy là có rồi đó. Khó cãi được với Bella, thiên chúa cũng là fairy vậy thôi. Thiên chúa chỉ là ảo tưởng thôi. Trên đời này không có chúa, chỉ có trong lòng mình thôi. Chúa ở trong ta, tức là God is within you. Nói thì nói được không? Chúa là mặt trời á. Chúa là mặt trời, đúng rồi. Chúa là mặt trời, đúng, đúng, đúng. Mà mặt trời thì có thật. Mặt trời có thật, nhưng mà thiên chúa không có thật phải không? Thiên chúa có thật. Thế giờ sao không? Nếu mà thiên chúa ở đâu? Ở trên bầu trời á. Trên đầu của bầu trời. Ai mà thấy được trên đầu của bầu trời. Ai mình chỉ thấy được được phía dưới của đầu bầu trời trời thôi à. Thì ra là vậy không? Không ngờ trên bầu trời, dưới bầu trời không có được không? Nghĩa là trên mây á, mà sống trên mây. Nhưng mà phía dưới của mây ai mà lại có thể thiên chúa vô hình đó. Thiên chúa vô hình hả? Thiên chúa không có hình được. Thiên chúa vô hình là thiên chúa không có thật rồi. Vô hình là những người kìa. Người mình thấy á, mình chừng người lớn không có biết gì hết trơn. Tại vì chỉ có con nít mới thấy chúa được thôi, người lớn không thấy chúa được. Tại người lớn không có vô tội như con nít vô tội mới thấy chúa được thôi. Thế chúa thứ thiên thần thế. Con thấy hoài mà. Thì đó, con là người, con là người vô tội cho nên con thấy hoài được. Còn mấy người khác không thấy được con. Thế tại sao con vô tội không? Thì con đâu có làm gì ra tội lỗi đâu mà có tội. Hiểu không? Không có làm thế gì ra tội. Mọi người đang đổ tội vô con. Người nhiều nhất là ba. Đúng rồi. Ba hay có tật, ba hay có tật đổ tội cho Bella lắm phải không? Ba hay có tật. Ba đổ tội nó dối cho nên con vô tội cho nên con được thấy được Thiên Chúa. Thôi giờ mình vô trong nhà. Con thấy hoài 5 lần rồi, chán. 5 lần 10 lần, 5 lần 10 lần nó tội rồi hả? Thấy nhiều vậy rồi hả? Nhiều lần lắm rồi hả? Chứ còn gì nữa, con không nhớ nổi nữa nè. Không nhớ nổi luôn. Thấy 1000. 1000. Có thiên chúa nữa kìa. Đâu ở đâu? Ba không thấy. Đó phía trước bà ba kìa. Ồ, ba đâu thấy được đâu, ba là người lớn. Chỉ có con nít mới thấy được thôi, người lớn không thấy thì. Con nít vô trội thôi, ba đâu có phải là người vô trội mà ba cũng đâu phải con nít đâu. Cho nên ba mình con thấy à. Nên ba không thấy được là đúng rồi. Con cảm nhận được thôi á. Cảm nhận được như vậy hả? Cảm nhận con có thể cảm nhận được thiên chúa chứ con vẫn không thấy được. Con có thể biết được làng không khí của Thiên Chúa. Làng khí